Wow, Bangkok, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con phong lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng bài 123, Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, Acariya Aphutta Dhammasutta. Những sự việc chỉ có ở bậc chánh đẳng chánh giác. Phân đoạn 593 đến 595 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng biểu ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và sa thú chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh bài 123, Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, Achira, Acariya Aphutta Dhammasutta, những sự việc chỉ có ở bậc chánh đẳng chánh giác, phân đoạn 593 đến 595 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp đến, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ cho Pháp, kính lễ tăng chúng. Hôm nay chúng ta học một bài kinh không có những cái chi pháp như là 37 bồ đề Phật vân vân, chúng ta không có nói đến chỗ đó, mà là nói đến 20 cái sự kiện hy hữu về tầng hữu của Đức Như Lai liên quan đến Đức Phật. Từ vậy cái này
giúp cho chúng ta hiểu được về lịch sử của Đức Phật thêm nữa. Mà chúng ta biết được cái sự kiện lịch sử về Đức Phật là dựa vào trong chánh tạng như là những bài kinh này vân vân, chứ không phải là những cái bài viết của các nhà học giả. Cho nên chúng ta không có cái sự tranh cãi, tránh đi cái sự tranh cãi. Thì đó cũng là một điều đặc biệt thú vị. Thỉnh thoảng thì chúng ta cũng nên đọc qua những cái bài kinh này, và chúng ta nhớ biết để khi mà người khác họ trình bày về sự kiện lịch sử của Đức Phật là có những điểm mà nếu nó không có ở trong những điểm ở trong bài kinh này nêu ra thì trường hợp đó chúng ta biết là họ đã nói sai đi. Bài kinh hôm nay sẽ do Thượng Tọa Chất Pháp Tân giảng giải. Bây giờ thì sư mời cô Phong Lan đọc cho chính kinh của bài học, và sau đó xin cung tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân thuyết giảng Nam Mô Bổn Sư Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Bài kinh 123, kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp, Acchariya Aphutta Thamma Sutta, những sự việc chỉ có ở bậc chánh đẳng chánh giác. Acchariya Aphutta có nghĩa là hy hữu chưa từng có. Tên bài kinh được đặt theo nội dung nói về những sự kiện rất lạ lùng trong đời của Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác. Ngoài những hiện tượng hạng hữu, còn có sự tỉnh giác của một vị Phật mà không có một chúng sanh nào trên thế gian có được tương tự. Năm 93, cảm nhận những điều kỳ diệu của bậc đạo sư, trong một lần đàm luận về Đức Phật, các tỳ kheo khởi tâm hoan hỷ sâu xa về những điểm hạng hữu xảy ra đối với bậc chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ Chê Tá Quá Ná Kỳ Đà Lâm tại tịnh xá ông Athabin Đít Cá cấp cô độc, rồi một số rất đông tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, đã ngồi tụ họp trong thị giả đường Upathanasala. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng: thật hy hữu thai chư hiền, thật vị tằng hữu thai chư hiền là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai, vì Ngài biết được chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn tận các hí luận, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi khổ. Chư Thế Tôn ấy sanh tánh như vậy, danh tánh như vậy, tộc tánh như vậy, giới hạnh như vậy, pháp hạnh như vậy, tuệ hạnh như vậy, trú hạnh như vậy, chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với các tỷ kheo ấy: thật hy hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật vị tằng hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu. Và câu chuyện giữa các tỷ kheo ấy bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến thị giả đường. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, nay các ông ngồi nói chuyện gì, câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sao
buổi ăn sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại thị giả đường. Câu chuyện sau đây được khởi lên khi hữu thai chư hiền, chư Thế Tôn ấy được giải thoát như vậy. Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda nói với chúng con như sau: thật khi hữu thai, vân vân, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu, thật vị tằng hữu thai, vân vân, Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng hữu. Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn bị gián đoạn, rồi Thế Tôn đến. 594, những điều kỳ diệu về sự ra đời trong kiếp chót của bậc toàn giác. Do sự mãn túc của Ba La Mật, chư Bồ Tát toàn giác trong kiếp chót và kiếp trước đó có sự tỉnh giác trong hành trình sanh tử, một điều mà không hạng chúng sanh nào khác có được. Kinh văn: Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda, do vậy, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa những đặc tánh hy vị tằng hữu của Như Lai. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ Tát sanh trong thiên chúng Ca Giá, Tushita. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát sanh trong thiên chúng Tushita. Con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Tushita. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Tushita. Con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ Tát an trú tại thiên chúng Tushita, cho đến trọn đời, cho đến trọn thọ mạng. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát an trú tại thiên chúng Tushita cho đến trọn thọ mạng. Con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ Tát sau khi từ thiên chúng Tushita mạng chung nhập vào mẫu thai. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát sau khi từ thiên chúng Tushita mạng chung nhập vào mẫu thai, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn và la môn, chư thiên và loài người, cho đến các thế giới ở giữa các thế giới tối tăm u ám không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, với đại uy lực như vậy cũng không thể chiến thấu, chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói, cũng có những chúng sanh khác sống ở đây, và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai này Ananda, bốn vị thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói, không cho một ai, người hay không phải loài người được phiền nhiễu Bồ Tát hay mẹ vị Bồ Tát. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai này Ananda, mẹ Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu nấu rượu lên men, rượu lên chất men. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai này Ananda, mẹ Bồ Tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào, và mẹ Bồ Tát không bị xâm phạm bởi bất kỳ
một người đàn ông nào có nhiễm tâm, vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát nhập mẫu thai này Ananda, mẹ vị Bồ Tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ, tận hưởng trọn năm dục công đức, vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát nhập mẫu thai này Ananda, mẹ Bồ Tát không bị một bệnh tật gì, bà sống với tâm hoan hỷ, với tâm khoan khoái, bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất có tám cạnh, khéo cắt khéo dũa, trong sáng không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được sâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt, nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng đây là viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất có tám cạnh, khéo cắt khéo dũa, trong sáng không tì vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là một sợi dây sâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt. Vậy này Ananda, khi Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ Bồ Tát không bị một bệnh tật gì, bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái, bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ Tát đầy đủ bộ phận chân và bộ phận và chân tay. Vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, sau khi sanh Bồ Tát 7 ngày. Này Ananda, mẹ Bồ Tát mệnh chung và sanh lên cõi trời đâu sức, vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, mang bầu thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sanh, mẹ Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát mang Bồ Tát trong bụng 10 tháng rồi mới sanh, vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ Tát sanh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát đứng mà sanh Bồ Tát, vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, chư thiên đỡ lấy ngài trước sau mới đến loài người, vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Bồ Tát không đụng đến đất, có bốn chư thiên, có bốn thiên tử đỡ lấy ngài, đặt ngài trước bà mẹ và thưa: Hoàng hậu hãy hoan hỷ, hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân. Vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị ô nhiễm, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh trong sạch. Này Ananda, ví như một viên ngọc mani bảo châu đặt trên một tấm vải ba la nại, viên ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la nại, tấm vải ba la nại cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh. Này Ananda, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bất cứ sự vật bất tịnh nào, thanh tịnh trong sạch. Vì rằng bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra. Này Ananda, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ Tát và cho bà mẹ. Vì rằng Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Bồ Tát khi sanh ra, này Ananda, Ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngu vương, thốt ra lời như sau: Ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Vì rằng Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các sa môn và la môn, chư thiên và loài người, cho đến các cảnh giới giữa các thế giới tối tăm u ám không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại các chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói. Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây, và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, và hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 595. Tất cả những hiện tượng kỳ diệu xảy ra nơi Thế Tôn đều được Ngài tỉnh giác nhận biết. Theo sớ giải, chư vị Bồ Tát toàn giác trong kiếp sau cùng đều có năng lực nhận biết rõ về những hiện tượng phi thường xảy ra ở bản thân. Kinh văn do vậy, này Ananda, hãy thọ trì sự việc này. Một là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Ở đây, này Ananda, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại, các tưởng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Này Ananda, hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Vì rằng Bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại, các tưởng được biết đến, các tầm khởi lên được biết đến chúng an trú, được biết đến chúng đi đến biến hoại. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Tôn giả Ananda nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Ananda nói. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, nó đọc xong phần kinh văn, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi giảng giải bài kinh vừa đọc. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Tề Tri Sư Quân Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh nói đến điều kỳ diệu của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác.
bài kinh gọi là bài kinh Hy Hữu Vị Tạng Pháp. Bài kinh là như vậy. Thì chúng ta thấy một điều đó là ở thế gian này nó có xuất hiện được những điều kỳ lạ. Nhưng mà những điều kỳ lạ nó không thể hiếm so với lại cái điều kỳ lạ đối với một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Đối với một vị chánh đẳng giác. Thế ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng là lịch sử của Đức Phật á, là cái bài kinh hôm nay đó là không có nói về những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy, tức là những cái chi pháp Đức Phật ngài dạy về phương diện pháp thiện hay là pháp bất thiện hay phương diện tu tập vân vân, mà ở đây cái bài kinh đoạn kinh này đó, những cái đoạn kinh này đó là nói đến cái cuộc đời của Đức Phật như là một tiểu sử của một Đức Phật mà ở đây được ghi ở trong chánh tạng, đặc biệt là trong chánh tạng Bali, là một cái điều rõ thật, cũng như đó là điều mà phải nói là những điều mà chúng ta thấy rằng chính xác, nó không có bị sai biệt bởi ảnh hưởng, bởi tư tưởng, bởi những người truyền văn hay là truyền thừa về cái quan niệm của một người về Đức Phật. Như vậy thì ở đây nói đến cái điều hy hữu, tức là cái điều mà ít có xảy ra, hiếm có xảy ra. Bởi vì như chúng ta biết đó là quả địa cầu của chúng ta đó là có 5 vị Phật ra đời, mà đã trải qua hết 4 vị Phật rồi. Chỉ còn một vị Phật cuối cùng là vị Phật Mettayá sẽ ra đời ở trong quả địa cầu này. Ở đây là nói đến quả vị Phật chánh đẳng chánh giác. Ở trong kinh điển Pali chúng ta có 3 hạng giác hay là 3 hạng Phật, tức là Samma Sambuddho, tức là chỉ cho đấng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Gotama của chúng ta, hay Đức Phật gọi là Sakyamuni mà ngày nay chúng ta được tôn thờ. Cái thứ hai nữa là chư Phật độc giác Bacchika Buddha, tức là xuất hiện vào cái thời kỳ không có đức chánh đẳng chánh giác ra đời, mà ở các vị Phật độc giác cũng rất là nhiều, không phải như đức chánh đẳng chánh giác chỉ có một vị duy nhất xuất hiện vào thời kỳ nào đó. Cái thứ ba nữa là Savaka Buddha, tức là chỉ cho các cái bậc mà thinh văn giác, tức là các vị này cũng được xem như mình gọi trong một cái từ nào đó, thì cái chữ giác ở đây hiểu như là một cái từ Phật giác ở đây, bởi vì những vị này đã nghe và hành và được giác ngộ giải thoát, trở thành một bậc thánh thinh văn, đặc biệt là bậc thánh vô lậu giải thoát, là như vậy. Bây giờ là nói đến những điều kỳ diệu, thì ở đây có thể nói rằng là ngài Anan, ngài nói là những điều mà ngài nói là tận mắt hay là tai đã được nghe về những điều kỳ diệu đó, những điều kỳ diệu đó. Trước nhất đó là nói đến sự có mặt của đấng chánh đẳng chánh giác ở cõi trời Tusita. Nếu chúng tôi nhớ không lầm á, thì sau cái kiếp của Đức Bồ Tát Vesantara ở cõi nhân loại, mà người Thái hay là người Khmer người ta gọi là Vesandor, tức là sau cái kiếp đó đó, thì Bồ Tát ngài tái sanh về cõi trời Đấu Xuất, mà chúng ta nói là cõi trời Tusita ở đây, Tusita ở đây. Thì khi mà ngài tái sanh về cảnh giới đó, cái cõi đó là cõi trời mà một trong những cái cõi trời ở trong cõi trời dục giới, mà phần lớn ở trong cõi trời
Tusita đó là những vị Bồ Tát bổ túc pháp bộ Ba La Mật, để rồi tái sanh về đó, để chờ một cái dịp nào đó, chờ đến lúc cái cơ hội cũng như là các cái pháp độ Ba La Mật được đầy đủ, thì các ngài sẽ tái sanh ở trong cõi nhân loại để mà giác ngộ thành Phật ở trong kiếp chót, rồi giáo hóa độ đời là như vậy. Về khi mà ngài tái sanh về cõi đó đó, thì ngài có chánh niệm, ngài có chánh niệm, mặc dù là một vị Bồ Tát ở cõi trời đấu sức đó, thì ngài vẫn có một cái chánh niệm. Chúng ta được biết đó là cái điều mà ngày nay đó mỗi người chúng ta đó thì không khó, ít có ai mà nhớ được kiếp trước của mình, nhớ được kiếp trước của mình, bởi vì theo dân gian thì người ta nói rằng tại vì mình đi qua cửa tử rồi bị ăn cháo lú vân vân, để rồi mình quên hết cái kiếp trước của mình. Sự thật ra cái điều đó là dân gian người ta quan niệm chứ không phải là ở trong kinh điển. Bởi vì đối với một người phàm phu bình thường như mỗi người đó, như mỗi người chúng ta đó, thì thật sự ra là chúng ta không có chánh niệm trong lúc tái sanh, chúng ta không có chánh niệm trong lúc ở trong bào thai, và chúng ta không có chánh niệm trước khi chúng ta ra đời. Và do vậy đó, chúng ta khó bao giờ mà chúng ta có thể nhớ được kiếp trước, ngoại trừ những cái điều đặc biệt gì đó, do năng lực, do nguyện lực, do phước báo, hay là do năng lực của một vị khác hỗ trợ cho, để rồi mình có thể nhớ được một chút ít nào đó ở trong cái kiếp sống của mình quá khứ. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này. Như vậy thì Bồ Tát á, ngài ở cõi trời đấu sức, khi mà ngài tục sinh ở cõi, tái sinh ở cõi trời đấu sức, ngài vẫn có chánh niệm. Rồi ngài trú ở trong cái cõi đó, đó là ngài vẫn có chánh niệm, vẫn có chánh niệm. Và khi mà ngài từ bỏ cái mạng sống ở cõi trời đấu sức đó, cái kiếp sống ở cõi trời đấu sức, để rồi ngài tái sanh lại cõi người của chúng ta đó, thì ngài cũng có chánh niệm, có chánh niệm. Khi mà mệnh chung là có chánh niệm, mệnh chung là có chánh niệm. Rồi khi mà ngài nhập vào trong bào thai của Hoàng hậu Ma Gia, trước khi mà ngài nhập vào bào thai của Hoàng hậu Ma Gia đó, thì cũng có chánh niệm. Chúng ta lưu ý vậy. Khi mà ngài có chánh niệm như vậy, do có chánh niệm đó, cho nên là ngài có thể là nhớ được những cái kiếp quá khứ, hay là nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, do cái nguyện lực, do cái năng lực tu tập của một vị chánh đẳng chánh giác. Rồi khi mà ngài nhập vào trong bào thai đó, thì ở đây trong cái sự có những sự thù diệu, có những sự đặc biệt kỳ diệu trong lúc mà ngài nhập vào trong bào thai đó, thì ngài cũng nhớ được những cái kiếp của mình của quá khứ. Và ở trong bào thai thì có một điều đó đặc biệt, đó là người mẹ đó, tức là bà Hậu Ma Gia đó, cũng thấy được bào thai, tức là thấy được Bồ Tát ở trong bụng, ở trong dạ của bà, thấy rõ như là giống như chúng ta thấy như là cái bình thủy tinh mà chúng ta thấy cái vật vì ở trong cái bình thủy tinh như vậy đó. Đó là một cái điều mà đặc biệt của một vị cái năng lực đặc biệt của một vị chánh đẳng chánh giác. Và chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát ngài vẫn có chánh niệm khi mà ngài trú trong thai của Hoàng hậu Ma Gia. Và từ khi mà thọ thai Đức Bồ Tát đó, thì những cái tâm bất thiện, có thể là từ những cái hành động sát sanh, tà hạnh, hay là tất cứ làm cái những cái nghiệp bất thiện gì đó, thì bà Hoàng hậu Ma Gia không bao giờ làm những điều đó. Ngay là cả khởi lên những cái dục niệm từ ở cái người nam nhân khác đó, người nam nhân khác cũng không có. Hoàng hậu Ma Gia là như vậy. Và đối với Đức Bồ Tát khi mà ngài ở trong thai á, thì bà Hoàng hậu Ma Gia cũng khỏe mạnh,
không có đau ốm và cũng không có bệnh tật, mà là hoàn toàn khỏe mạnh trong cái sự thanh tịnh, khi mà thân khẩu và ý nghiệp không có tạo ra cái nghiệp bất thiện, không khởi lên những cái ý nghiệp bất thiện, không tạo ra những cái nghiệp bất thiện từ thân và khẩu, là như vậy. Thì Bồ Tát ngài trú trong thai đó, chúng ta biết rằng là trú trong thai thì ngài vẫn có chánh niệm, ngài vẫn có chánh niệm, và cái sự trong suốt đó thấy rõ Đức Bồ Tát đó là do cái năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác. Và theo trong kinh điển Pali đó, thì cái quan niệm của Bồ Tát đối với trong kinh điển Pali thì nó khác về cái một số, đặc biệt là cái số quan điểm về Bồ Tát của Phật giáo Bắc truyền hay là Phật giáo phát triển đó, chúng ta gọi tạm gọi là như vậy. Vì đối với vị nào mà chưa có giác ngộ thành Phật, dù là thinh văn hay độc giác hay là toàn giác đó, mà chưa giác ngộ thì vị đó được gọi là vị Bồ Tát. Và ở trong kinh cũng cho chúng ta biết rằng Bồ Tát phát nguyện trong tâm, rồi phát nguyện giai đoạn phát nguyện trong tâm, rồi phát nguyện ra lời, rồi được một Đức Phật chánh đẳng chánh giác quá khứ thọ ký cho. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó thì nó phải có cái thời gian dài trong ba hạnh: hạnh tinh tấn, hạnh đức tin và hạnh trí tuệ. Rồi đối với Đức Phật Gotama của chúng ta thì ngài là tu theo hạnh trí tuệ. Hạnh trí tuệ trở lại đó là nói rằng là một cái vị Phật như là Đức Bồ Tát, ngài có chánh niệm trong lúc trụ thai, rồi đến khi mà ngài có chánh niệm lúc xuất tài. Thường thường đó là chúng ta thấy rằng là con người của mình á, bình thường là 9 tháng 10 ngày từ khi người mẹ mang thai là 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà Đức Bồ Tát ngài trụ ở trong thai và hoàng hậu Ma Gia đó là đến 10 tháng, là đến 10 tháng. Thường đó là ở trong cái con người của chúng ta đó, thì có người đó thì nếu mà sanh đúng thì cũng 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà có người thì cũng sanh sớm hơn chút. Nhưng mà Đức Bồ Tát của chúng ta đó là sanh đúng 10 tháng. 10 tháng tức là từ khi mang thai cho đến khi mà sinh ra đó thì cũng trải qua hết 10 tháng. Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái quan điểm của mỗi người nhìn nhận về cái sự ra đời của Đức Phật nó khác nhau, nó khác nhau, cái cách giải thích khác nhau. Và ở trong chánh tạng, ở trong kinh đây, bài kinh này đó nói rằng là ngài trụ ở trong thai cũng có chánh niệm, và khi mà ngài xuất thai cũng có chánh niệm, xuất thai cũng có chánh niệm. Và những cái đứa trẻ thông thường đó thì chúng ta biết rằng sanh bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác sanh con, nhưng mà đối với Đức Bồ Tát thì chúng ta được biết là giống như một vị pháp sư mà từ ở trên cái bục giảng của mình bước xuống thôi. Được nói là khi mà ngài xây mặt, khi mà ngài ra đời với cái tư thế đứng, với cái tư thế đứng, chứ không phải như những cái đứa trẻ khác. Và cái tư thế đứng này đó thì trước khi mà lọt lòng mẹ đó, ra khỏi lòng mẹ đó, thì trong kinh mô tả rằng là có các cái vị thiên, có 4 vị thiên tử đỡ ngài, rồi sau đó thì mới trao lại cho các cái cung tần mỹ nữ, và có những cái vòi nước vội lên để rồi tắm rửa Đức Bồ Tát. Và Bồ Tát ngài á mặt xây hướng bắc, chân trước khi mà ngài trước khi mà ngài đặt chân xuống đất á, thì ngài mặt xây hướng đất, rồi ngài bước 7 bước. Ở đây đó là chúng ta thấy rằng á giờ á thì
có cái sự giải thích rằng là có bảy đóa sen nâng chân của Bồ Tát, nâng chân của Thái tử hay nâng chân của Bồ Tát, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng cách là giải thích, tức là Đức Phật là Ngài từ ở trong bùn nhơ, tức là từ ở trong cái cõi chúng sanh luân hồi sanh tử đó, rồi là Ngài thoát ra như là một cái hoa sen, bông sen mà từ lúc mà còn là cái ngó ở dưới bùn, rồi vượt lên trên khỏi mặt nước, rồi lần lượt trổ hoa ra, thì hoa sen nó cũng từ trong bùn nhơ mà nó trở thành những cái hoa thinh khiết thơm tho. Thì Đức Phật cũng vậy, từ ở một cái thế giới luân hồi khổ đau, trầm luân và ô uế đầy ô trược của phiền não đó, mà Ngài vượt ra khỏi, thì cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng bước bảy bước có bảy cái bông sen. Nhưng mà ở đây nói rằng Ngài xây mặt hướng đông, hướng bắc, rồi Ngài đặt chân xuống mặt đất, bước đi và có những cái tàn lộng để che Đức Bồ Tát, che Đức Bồ Tát, rồi có những cái vòi nước để rửa Ngài. Và trước khi mà những cung tần mỹ nữ nhận được cái hài nhi, tức là Đức Bồ Tát á, thì đã có bốn vị thiên tử đỡ Ngài từ ở trong cái lòng mẹ, rồi Ngài thoát ra như là một vị pháp sư mà bước trên bục mà bước xuống thôi, và Ngài đứng, chứ không có nói rằng là bước bảy bước có bảy bông sen. Đó là điều mà có thể nói rằng giải thích về những cái việc mà từ cái ý nghĩa mà chúng tôi đã trình bày khi nãy. Như vậy thì khi mà Ngài bước bảy bước như vậy đó, là một cái sự chánh niệm. Đức Bồ Tát Ngài có chánh niệm trong lúc ở trong bào thai, và đến khi mà Ngài có chánh niệm khi mà Ngài ra khỏi bào thai, Ngài vẫn có cái chánh niệm đó, chánh niệm đó. Và khi mà Ngài một tay bước ra bảy bước á, thì Ngài có cái một tay chỉ trời và một tay chỉ đất. Ngài nói ta ở trên đời á, là bậc tối thượng, ta là bậc tối tôn, ta là bậc cao quý, kiếp này á, là kiếp chót, và ta không còn trở lại trạng thái sanh tử luân hồi này nữa. Như vậy thì qua cái câu nói này của Đức Bồ Tát thì Ngài xác định là kiếp này là kiếp chót của Ngài, Ngài không còn tái sanh nữa. Cho nên là người ta có một số quan niệm Phật giáo và truyền đó, người ta quan niệm là Phật có thể tái sanh từ kiếp này sang tới kiếp khác, rồi có thể trở lại Bồ Tát độ đời nữa. Thì hoặc là quan niệm rằng là cho rằng là Bồ Tát là bậc mà cao quý hơn là A-la-hán. Đó là theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền giải thích. Nhưng mà đối với một bậc A-la-hán á, chúng ta thấy từ danh từ Bali á, thì toàn là sử dụng cái từ A-la-hán thôi, tức là cái từ A-ra-hăng đó, tức là chỉ cho cả ba hạng Phật: A-ra-hăng chánh đẳng chánh giác, tức là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hay là bậc A-la-hán độc giác, hay là bậc A-la-hán tinh văn giác. Cho nên là không có nói cái từ Phật ở trong đó, ở trong kinh điển Bali là như vậy. Thì qua cái câu kệ đó, chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát Ngài khẳng định kiếp này là kiếp chót, Ngài không còn trở lại cái trạng thái này nữa. Và cái điều đó chúng ta thấy rằng là để nói rằng là cái tự ngã mà cái tôi, cái tự ngã của Ngài đó, lúc đó là Ngài là vị Bồ Tát mà. Cho nên là Ngài vẫn biết trên thế gian này, khi mà biết rằng kiếp này là kiếp chót và Ngài sẽ trở thành Phật, giác ngộ thành Phật, và Ngài khẳng định là Ngài là bậc tối tôn ở trên đời này, và Ngài là bậc tối thượng ở trên đời này, Ngài là bậc cao quý ở đời này, thật sự là như vậy. Rồi Ngài còn khẳng định là kiếp này là kiếp chót, Ngài không còn trở lại trạng thái sanh tử luân hồi nữa. Để nhìn nhận, để xác định rằng một điều đó là sau kiếp này đó là Ngài hoàn toàn giải thoát, Ngài niết bàn, vân vân. Thì ở đây đó có thể nói rằng khi mà Bồ Tát Ngài ra đời
là một cái sự tung hô ánh sáng sáng tỏ từ ở các cái cõi trời, một cõi trời, các cái cõi trời và những cái cõi khổ, và cái ánh sáng đó là cái điều đặc biệt, cái điều đặc biệt của một vị chánh đẳng chánh giác. Và chư thiên á, các cái cảnh giới có thể cảm nhận được cái sự ra đời của Đức Phật, và chư thiên đã quan hỷ và tung hô tán thán cái sự ra đời của Đức Bồ Tát, của Đức Bồ Tát của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là một cái vị trên cái thế giới này đó là vị Phạm Thiên hay là Chư Thiên hay là Ma Vương hay là Sa Môn Bà La Môn đó, thì không có ai hơn Ngài về cái sự giác ngộ. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài Ngài giác ngộ như Ngài ra đời như thế đó là đánh dấu một cái bước son, cái mốc son, để rồi sau này đó là Ngài giác ngộ thành Phật á, để Ngài độ đời, độ đời. Và ở trong Trinh Tăng Chi á, thì Đức Phật Ngài dạy rằng á, là Ngài nói rằng á, là một chúng sinh xuất hiện ở đời mang lại lợi ích cho phần đông, mang lại lợi ích cho đa số, mang lại lợi ích cho trời người, người ấy chính là ai? Người ấy chính là bậc Như Lai chánh đẳng chánh giác. Cho nên là ở cái thế giới này đó, ngoại trừ chư Phật chánh đẳng chánh giác quá khứ thôi, thì Ngài á, là một cái vị xuất hiện mang lại cái lợi ích cho chư thiên và loài người rất là lớn. Và do vậy cái sự ra đời của Ngài là một cái sự hân hoan, một cái sự tán thán từ nơi chư thiên, các cái cảnh giới và nhân loại. Rồi đó là có những cái điều đặc biệt từ cái sự thiên hoa, hay hoặc là sự rung chuyển quả địa cầu, hay hoặc là những cái trống vang của thiên chúng, hay hoặc là lời ca tụng của thiên chúng từ ở cái việc mà ra đời của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng là một điều đó là người ta có giải thích Phật như thế nào đó, mà nếu như chúng ta có dịp chúng ta đọc lại ở trong cái bài đoạn kinh này đó, cái đoạn kinh này đó, hoặc là cái bài kinh này, thì chúng ta mới đúng xác thật được cái sự ra đời của Đức Phật đã như thế nào. Về như vậy thì ở đây cái điều này đó là được Ngài A Nan, Ngài đã tường thuật lại, tường thuật lại những điều con đã tận mắt, con đã tận mặt nghe, con đã tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Tức là được Đức Thế Tôn Ngài đã dạy, giảng dạy như vậy, và Ngài A Nan đã trùng tụng lại những cái điều mà Đức Ngài A Nan đã biết rõ như vậy. Như vậy thì một đứa trẻ bình thường đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà ra đời đó, khi mà sanh ra thì có lẽ là những cái chất dơ, nào là máu đầu nhau, rồi nào là những cái nước ối vân vân dính theo. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát thì Ngài không có cái sự dơ đó, bởi vì chúng ta biết là do lực nãy chúng ta đọc đó, là có những cái vòi, hai cái vòi nước rửa, và bốn vị thiên tử đã nâng bước Ngài, rồi sau đó mới giao lại cho những cái cung tần mỹ nữ, mới trao Ngài cho cung tần mỹ nữ. Cho nên cái sự xuất hiện của Đức Phật đó là một cái sự xuất hiện thù diệu, sự xuất hiện thù diệu hiếm có. Bởi vì như chúng ta biết rằng một đứa trẻ bình thường thì nó đã khác bình thường rồi. Sanh ra không thể đứng được nữa. Và sanh ra cũng không thể nói được nữa. Và phải có một thời gian nào đó thì mới có thể nói được. Và có một thời gian nào đó thì mới đứng được. Còn Đức Bồ Tát thì Ngài sanh ra thì Ngài đã nói những cái lời mà như chúng tôi đã nói khi nãy. Ngài nói rằng là ta là bậc tối tôn trên đời,
ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc cao quý ở trên đời, kiếp này là kiếp chót, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa. Như vậy thì ở đây Đức Phật đã khẳng định được là kiếp này là kiếp chót của Ngài, để sau đó thì Ngài sẽ giác ngộ thành Phật, để rồi Ngài giáo hóa độ đời. Và thấy một điều đó là từ khi mà Ngài tái sanh về cõi trời Tusita, trở thành một vị Bồ Tát ở trên đó, rồi Ngài cũng có chánh niệm, rồi Ngài ở trong cái cõi đó trong suốt một cái tuổi thọ như vậy, Ngài cũng có chánh niệm. Và khi Ngài mệnh chung ở trong cái kiếp mạng sống ở cõi trời Tusita, Ngài cũng có chánh niệm. Và Ngài nhập vào bào thai của Hoàng hậu Maya, Ngài cũng có chánh niệm. Và Ngài trụ ở trong bào thai, Ngài cũng có chánh niệm. Và khi Ngài ra đời cũng có chánh niệm. Và do cái chánh niệm đó đó, cho nên là cái năng lực của Đức Phật rất là lớn. Cũng như là ta có thể nói rằng nhớ được nhiều kiếp, nhớ được những cái gì đó ở thuộc quá khứ. Bởi vì chúng ta nhớ một cái câu mà khi mà Đức Bồ Tát Ngài thành Phật đó, Ngài thành đạo đó, Ngài thành Phật rồi đó, thì Ngài mới thấy rằng là lang thang, Ngài mới nói rằng là lang thang trong lang thang bao kiếp luân hồi, ta tìm chưa gặp kẻ xây nhà này, khổ thai kẻ xây nhà này, ôi người làm nhà kia, nay cột kèo ngươi bị gãy, thân ta đạt tịnh không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật đã thấy rằng bao nhiêu kiếp lang thang trong luân hồi đó, và chúng sanh cũng vậy, lang thang trong kiếp luân hồi đó, và Ngài đã tận diệt phiền não khi mà Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề. Cái người mà xây dựng ngôi nhà này, tức là tạo nên cái thân ngũ quẩn để tái sanh cảnh giới này, cảnh giới nọ, nó không còn. Tức là phiền não đó, tham ái, vô minh, chấp thủ, phiền não nói chung, những cái pháp đó đó, những phiền não đó là cái người, là kẻ chủ nhân, là người để tạo ra cái thân sanh tử này, tức là xây dựng cái ngôi nhà tái sanh này. Và hôm nay đó là cái ngày mà Ngài đã giác ngộ được là cột kèo không để thể xây được nữa, cột kèo không thể dựng được cái căn nhà này nữa, tức là cái sự tái sanh là không còn nữa. Đó là điều mà chúng ta thấy. Như vậy thì để mà nhìn về cái tiểu sử đời sống hành trạng Đức Phật qua cái việc mà Ngài nhập thai, Ngài tái sanh về cõi trời Tusita đấu sức, rồi Ngài trú ở cái mà tuổi thọ ở cõi đó, rồi Ngài mạng chung ở cõi trời đấu sức, rồi Ngài vào thai vào trong lòng thai của bà Hoàng hậu Maya, rồi cho đến Ngài trụ thai, rồi Ngài xuất thai. Thì cái những cái sự kỳ diệu đó đó, chư thiên ở các nơi đều quan hỷ hân hoan để cái sự mừng, cái sự chào đón, hay là cái sự hân hoan rất là vui mừng cái sự xuất hiện của Đức Phật. Và cái sự xuất hiện của Đức Phật, Ngài cũng khẳng định là Ngài là một cái vị mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người, mang lại lợi lạc cho phần đông, vị đó chính là Như Lai, chánh đẳng chánh giác. Thì qua cái bài học hôm nay đó, chúng tôi xin giảng về những cái ý liên quan đến cái đoạn này, đoạn kinh trong bài kinh hôm nay đó, chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Có lẽ là những điều con giảng thì nó cũng chưa có hết những cái ý ở đây, nhưng mà là sẽ dành cái thời gian để chư tôn đức thảo luận hơn thêm, để chúng ta hiểu rõ về những cái ý ở trong cái đoạn kinh này, để chúng ta hiểu rõ thật đúng ở trong cái tiểu sử của Đức Phật một cách rõ ràng. Chúng ta không có bị khoa chế hay là thêm thắt
hay bớt bỏ gì đó từ ở trong cái phần chánh tạng này. Đó là như vậy, chúng con xin được dứt lời ở đây. Sau tu kinh trình thì tỏ pháp thật ở bậc chư tôn đức và tư quý phật tử, bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh mà có rất nhiều điều để thảo luận, nhưng mà đặc biệt là chúng ta đừng quên tập chú vào một việc, đó là những điều rất là hãn hữu đối với một vị chánh đẳng chánh giác. Trước khi mà chúng ta bắt đầu, xin được hỏi Thượng tọa Tổ Siêu, Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tổ Siêu nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Tổ Siêu, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Thưa quý vị, dường như Thượng tọa Tổ Siêu không có ở trước máy. Chúng tôi xin nói một vài lời hy vọng lát nữa khi Thượng tọa Tổ Siêu có mặt trước máy thì chúng ta sẽ thảo luận. Thông thường thứ việc khi mà mình nghe một chuyện gì đó mà mình nghĩ rằng cái chuyện đó lạ thì có bao nhiêu phần trăm để xác tín, bao nhiêu phần trăm để tin, bao nhiêu phần trăm để nghĩ là có thật đó, thì chúng ta hãy so sánh là chuyện đó đã có xảy ra chưa, chuyện đó như thế nào, có đã từng xảy ra, được nghe ai nói chưa, và đặc biệt là người ta hay dùng khoa học ngày hôm nay, họ dùng cái kho tàng dữ kiện của ngày hôm để họ đánh giá là cái chuyện đó có thể không, có thể hay không có thể. Nhưng mà thưa quý vị, cái tựa bài kinh này và cũng như những lời mà của tôn giả Ananda nói Đức Phật thì có cái chữ là Acharya, Aputa, Aputa dịch là vị tăng hữu, Acharya là điều hy hữu. Nếu đã gọi là hy hữu vị tăng hữu rồi đó, thì nó chỉ xảy ra một trường hợp duy nhất, đó là một vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Và ở trong cái thời gian mà có thể nói rằng bị Phật trước là Đức Phật Ca Diếp và Phật sau Đức Di Lặc, thì cả hai thời gian đó nó vượt khỏi cái tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta chỉ biết một sự việc đối với vị Phật trong hiện tại. Thì điều này là một điều duy nhất chỉ xảy ra ở Đức Phật, ở vị chánh đẳng chánh giác. Do vậy, điều này là điều hy hữu. Chúng ta không thể đem để cần để so sánh với những trường hợp xảy ra trong đời sống hàng ngày. Và điều thứ hai, khi mà chúng ta đọc bài kinh này thì chúng ta rất cần để cảm nhận sự cao cả của một vị chánh đẳng chánh giác. Nếu chúng ta có đức tin với Đức Phật và nếu chúng ta có được cái sự hiểu biết về Phật pháp tương đối, thì chúng ta thấy rằng sự ra đời của một vị Phật toàn giác, một vị Phật chánh đẳng chánh giác đó, nó rất là hiếm hoi, rất là
rất là khó có và rất là khó thấy. Và về điểm này đó thì chúng ta phải cảm nhận qua cái cảm xúc đặc biệt của chúng ta. Chúng tôi nói đến cảm xúc đặc biệt đó. Thì phải nói chúng tôi không muốn hỏi quý Phật tử là quý vị có còn nghe chúng tôi nói không vậy? Thưa quý vị, ngoài cái chuyện mà đó là một điều hy hữu đối với trường hợp của Đức Phật là nó vốn vô tiền khoáng hậu ở trong cái tầm nhìn của chúng ta, tức là chúng ta không biết về chư Phật quá khứ, chư Phật tương lai, chư Phật hiện tại. Đức Thế Tôn là một vị duy nhất mà trường hợp đã xảy ra ở trong bao nhiêu triệu chúng sinh ở trong hiện tại này, thì chúng ta phải vượt qua một cái nhìn khác. Một cái nhìn này nó mang tính cách là văn hóa, và văn hóa giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Nếu mà quý Phật tử nào thường tiếp xúc với người Phật tử nhiều tông phái khác nhau đó, thì chúng ta nên hiểu rằng đa số Phật tử Việt Nam á, thì rất khó để cảm nhận cái sự hy hữu của vị chánh đẳng chánh giác này. Bởi vì trong cái văn hóa của Phật giáo Đại Thừa thì đề cập đến nhiều vị Phật. Và nhiều vị Phật này đó nó trở thành một cái đôi khi là những người Phật tử họ quen thuộc với những vị Phật khác, như là Phật tử thời Tịnh Độ Tông đó, thì họ cảm thấy rằng gần gũi quen thuộc với Phật A Di Đà hơn là cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trong một cái ngôi chùa mà có rất nhiều vị Phật thờ, kể cả trên bàn thờ chính có khi thờ ba vị Phật là quá khứ, hiện tại, vị lai, là Đức Di Đà, Đức Thích Ca và Đức Di Lặc, hay là có khi thờ ngũ phương Phật và Đức Phật Đông Nam Tây Bắc. Hoặc giả là chúng ta có nghe những bài kinh là ngũ bách danh Phật, một bài kinh tụng 500 cái danh hiệu Phật, hay là thậm chí có một quyển kinh cũng chữ Hán gọi là kinh Vạn Phật, tức là 10 cái danh hiệu của 10.000 vị Phật. Thì với tất cả cái con số Phật, con số bị chánh đẳng nhân giác đưa ra nhiều như vậy đó, thì trong cái văn hóa Phật giáo Bắc đó, thì thứ vị không có cái cảm nhận về một cái sự hãn hữu, về sự hy hữu của một vị chánh đẳng chánh giác ra đời trong một thế giới. Mà chúng tôi chưa kể đến cái văn hóa của Thiền Tông. Đôi khi nói tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, đều có Phật tánh hết. Sự bình đẳng đó là sự bình đẳng quan trọng. Do vậy cũng khiến cho nhiều người thấy rằng Đức Phật chỉ là một ở trong muôn ngàn, muôn vạn vị Phật ở trên đời này. Chứ vị chánh đẳng chánh giác thì không có gì đặc biệt lắm. Dĩ nhiên là chúng tôi nói như vậy thì có một số vị thì cũng nói là chúng tôi nói hơi quá lời. Nhưng mà chúng tôi phải nhắc quý Phật tử là nếu quý vị đi về các quốc gia Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy, thì quý vị sẽ thấy được rằng ngay cả các quốc gia Phật giáo Nguyên Thủy đó, như là Thái Lan, Miến Điện, v.v. thì hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là một hình ảnh rất là đặc biệt.
Tại vì Ngài là được mô tả trong kinh là một chúng sanh ra đời vì cái lòng thương tưởng, vì hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Có một không hai. Dạ, có một không hai ở trong đời trong hiện kiếp này. Nó, cái sự cảm nhận rất khác với khi mà quý vị đến một ngôi chùa Phật giáo Đại Thừa hay trong quốc gia Phật giáo Đại Thừa mà nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Phật chỉ là một ở trong muôn ngàn vị Phật, và xem ra còn kém cạnh hơn là cả Đức A-di-đà hay là những vị Phật khác. Ví dụ như là trong Mật Tông thì họ, Tây Tạng thì họ chú trọng về Đức Tỳ Lô Giá Na chẳng hạn, hay là Khổng Tước Minh Vương, hay là Phật Vượt Sư, Phật Dược Sư vân vân, thì cái không khí khác đi. Do đó chúng tôi nói rằng khi mà mình đọc bài kinh này thì chúng ta phải có một cái cảm nhận rất là đặc biệt về trường hợp của một vị chánh đẳng chánh giác. Có ba điểm mà chúng tôi muốn đề cập đến ở tại đây. Thứ nhất là ở trong thế gian này có những cái hiện tượng mà chúng ta gọi là những hiện tượng tự nhiên. Nó là như vậy thì nó không thể khác hơn. Thí dụ như là cái hột cam thì nó sinh ra cây cam, cái hột cam sinh ra cây bưởi. Cái đó chúng ta gọi là chủng tử cố nhiên, là Vichaniyama. Hay là cái sự vận hành của các tinh cầu thì nó tạo ra thời tiết nóng lạnh, do nó vận hành theo các quỹ đạo. Do đó chúng ta có cái thời tiết là xuân hạ thu đông, rồi có khi trời nóng khi lạnh, cái đó gọi là Utuniyama, gọi là cái hiện tượng cố nhiên về thời tiết. Hoặc giả là chúng ta nói về Chitta Niyama là về tâm. Dạ, tâm ví dụ như tâm thì có tâm bất thiện, tâm thiện, có tâm tham, tâm sân, tâm si, có tâm thiện, và tâm sanh trong cái định, trong một cái trường hợp cố nhiên. Và nó cũng có cái gọi là cũng có một thứ gọi là tâm Niyama, là cái sự cố nhiên về nghiệp, về nhân quả tạo tác. Nhưng bên cạnh đó có một pháp cố nhiên gọi là Dhammaniyama. Dhammaniyama gọi là pháp cố nhiên. Yeah. Thì ở trong pháp cố nhiên này đó là một cái sự hàm chứa rất nhiều cái hiện tượng, mà những hiện tượng này không thể khác hơn được. Và trong những cái hiện tượng cố nhiên mà trong Tam Tạng Pali có nhắc tới đó là không thể nào mà ở trong một thế giới mà có cái hai vị chánh đẳng chánh giác ra đời một lần. Dạ. Trên phương diện thời gian và trên phương diện không gian thì một cái sự ra đời của vị chánh đẳng chánh giác đó là ở một cái thời điểm mà cả nhân loại ngoại trừ chư thiên, ngoại trừ các vị phạm thiên, như là ở cõi trời Tịnh Vư Thiên hay là chư vị phạm thiên sống rất lâu nhiều kiếp trời đất, thì các vị có thể biết được chư Phật trước. Còn nhân loại thì hoàn toàn không nhớ biết về chư Phật quá khứ, và cũng không có cái tầm nhìn xa đủ để biết về chư Phật trong tương lai. Dĩ nhiên rồi, với con số mà chúng ta rất là khó nói, thì trong một cái giới hạn về một cái quy phạm về thời gian và không gian, thì chỉ có một duy nhất một vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Đây là một cái Dhammaniyama, một định luật cố nhiên. Và thưa quý vị, điểm thứ hai mà chúng tôi đã tại đây rằng một chúng sanh mà tự mình giác ngộ và có thể xây dựng ngôi nhà giáo pháp để độ chúng sanh đó, đó là một điều rất là hãn hữu. Dạ, rất là hãn hữu, một điều hết sức là khó khăn. Dạ, rất là quý hiếm. Mặc dù có đó, chư Phật toàn giác ra đời có, nhưng mà cái khó là như chúng tôi lấy một cái ví dụ là quý vị thấy như ở Mỹ. Có những nhà phát minh chẳng những phát minh ra một điều rất là hay mà có thể truyền bá người khác,
thì trong cả mấy trăm triệu người thì chỉ có 2-3 người, 5-7 người được như vậy, chứ không phải ai cũng được như vậy. Dạ. Nhưng mà cái sự so sánh nó còn khập khiễng, sự so sánh nó còn nghèo nàn so với khi mà chúng ta đề cập đến chư vị chánh đẳng chánh giác. Một vị chánh đẳng chánh giác đó, các ngài trước nhất trong cái sự tu tập thì các ngài hành ba la mật hạnh là phải có cái khả năng bỏ tất cả những cái vật ngoại thân, tài sản, những cái vật ngoại thân, nhà cửa, địa vị, danh vọng, tất cả những gì ngoại thân đều bỏ hết. Cái đó gọi là hành ba la mật theo cái mức căn bản. Bằng hành ba la mật ở bậc trung á, thì các ngài có thể hy sinh đến những cái cơ phận trong thân thể nhưng mà chưa đụng tới mạng sống. Ví dụ các ngài có thể cho con mắt, ví dụ các ngài có thể cho một cái bộ phận trong người, hay là vì hành ba la mật mà phải hy sinh tứ chi chẳng hạn, thì cái đó gọi là hành ba la mật bậc trung. Và một cái vị mà hành ba la mật bậc thượng, tối thượng là vị đó có khả năng bỏ cả cái mạng sống của chính mình. Chúng sanh ở trong đời thì ai cũng tham sinh quý tử, nhưng mà một khi một vị mà hành ba la mật chỉ nghĩ đến pháp mà có thể bỏ được cái cả mạng sống của mình thì cái đó gọi là hành ba la mật bậc thượng, là rất là hiếm có. Thành ra ba cái mức độ ba la mật là nếu một vị mà có thể bỏ tất cả những gì liên quan tới ngoại thân để hành ba la mật thì vị đã chứng thịnh văn giác. Vị dám bỏ tất cả những gì mà ngoại thân và những gì liên quan đến cơ thể, ngoại trừ mạng sống đó thôi, thì vị đó đủ 20 ba la mật hạnh để chứng độc giác. Và vị nào vừa bỏ những vật ngoại thân, vừa dám bỏ tất cả những gì liên quan đến tứ chi, đến thân thể, và bỏ tất cả những cái gì mà liên quan kể cả mạng sống của mình, thì gọi là ba mật bậc thượng. Thì cái chúng sanh như vậy rất là hiếm có. Chẳng những vậy thưa quý vị, một vị Phật toàn giác đó, không phải tự nhiên ngài ra đời mà ngài thuyết pháp, mà có rất nhiều người quy ngưỡng, rất người theo học, từ những vị trí thức như là ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, người Điên, hay cho đến một người quét đường như là Sunita, một người đứng gốc như Anguripala, hay là một cái người thương buôn như là Cóc Cô Độc, Bồ Bích Sa Khá, vân vân. Mà ngài có thể thuyết một bài pháp như là Kinh Chưởng Pháp Luân hay là Tạng Abhidhamma, mà có cả hàng ngàn, hàng ức, hàng vạn, hàng muôn triệu chúng sanh nghe pháp đắc đạo chứng quả. Tất cả chúng sanh mà đến với Đức Phật đều có một thứ mà chúng ta gọi là cái thiện duyên. Dạ, thiện duyên trong quá khứ. Mỗi một cái chúng sanh mà được Đức Phật ngài độ á, thì những chúng sanh đó đều được hưởng cái ân của Đức Phật trong quá khứ. Dạ. Giống như bây giờ chúng ta mặc dù sanh sau được nghe Đức Phật, nghe pháp Phật mà phát tâm quan hỷ, không phải tự nhiên mà chúng ta phát tâm quan hỷ, mà chúng ta còn có được cái duyên, cái duyên đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là ở trong nhiều kiếp xa xưa khi mà ngài làm cái gì đó đó, ngài đã tri ân bố đức cho chúng ta và chúng ta được hưởng điều đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong kinh nói là ngài Anguripala, kiếp xa xưa ngài từng là một vị tỳ kheo. Khi ngài dùng cơm xong còn một số cơm ở trong bình bát, và ngài nhìn thấy một đàn kiến thì ngài nghĩ rằng ngài sẽ trút cái cơm xuống cho đàn kiến ăn. Và do bố thí đó đó, đời sau ngài sanh lên đó, thì những con kiến nó sanh là những người thương buôn. Và những người thương buôn này, những người khác độ không được, nhưng ngài Anguripala, ngài thuyết pháp đó, thì những vị này nhanh chóng nghe theo. Dạ. Thật ra cái duyên lành mà người Tàu họ dùng cái chữ mà ngày chúng ta là kết duyên, thì tiếng Việt Nam chúng ta kết duyên chồng vợ thôi. Nhưng mà cái duyên lành ở đây đó là khi mà một vị chánh đẳng chánh giác á, mà ra đời có thể độ chúng sanh á, thì ở trong nhiều nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ, ngài phải tri ân bố đức, ngài phải cho những chúng sanh nó nhiều lắm. Thành ra kiếp này
chúng ta gặp ngài á, ngài mới ngài nói pháp mình mới mở lòng ra. Dạ, không phải tự nhiên mở lòng ra đâu. Dạ, mình được có cái duyên, cái phước từ nhiều đời ở trong quá khứ. Thì thưa quý vị, trong cái trong một cái chuyện mà một vị chánh đẳng chánh giác mà ra đời thì vị nào cũng có hội chúng, có cha, có mẹ, có thị giả, có các vị thượng thủ sinh văn vân vân. Thì những chúng sanh gần thì có cái duyên gần, mà xa thì có duyên xa. Nhưng mà phải nói rằng hầu hết tất cả chúng ta đều có cái duyên với Đức Phật, mới nghe Đức Phật thuyết pháp được. Thành ra sự ra đời thì chánh đẳng chánh giác không phải dễ dàng. Và rồi một cái sự hãn hữu khác mà chúng ta biết đó, là cái khả năng để xây dựng ngôi nhà giáo pháp. Thật ra ngày nay chúng ta học Phật pháp như Tam Tạng Kinh Điển, hay là cái hệ thống giáo lý mà Đức Phật giảng giải về tứ đế, về giáo lý duyên khởi vân vân, đó là một cái thành phẩm rất là thù diệu của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Nếu Đức Phật ngài đã không có, ngài không có dạy điều đó, thì ngày hôm nay chúng ta suy nghĩ thì ở chừng mực nào đó thôi. Thí dụ như mình nghĩ nhiều lắm thì mình nói là con người ai cũng có số, cái gì ai cũng có duyên. Nhưng mà duyên thì sao, duyên thế nào thì chúng ta không biết được. Chúng ta mơ hồ về điểm này. Rằng vị nào mà có cái đi dạy học trong cái ngành sư phạm thì mình biết rằng mình hiểu một chuyện đó là một lẽ, mà có khả năng để mà hướng dẫn là một chuyện khác. Ngay cả những vị giáo sư mà hướng dẫn đó, có nhiều vị dạy được nhưng mà không thể biết những cái sách giáo khoa, tức là những textbook được. Là cái vị viết ra textbook có thể dạy được, nó lại là một chuyện khác. Các vị đệ tử khác của Đức Phật như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mahāsāyadā, ngài Ananda chẳng hạn, cũng thuyết pháp. Những cái thuyết pháp này là do Đức Phật ngài giảng giải rồi, thì các vị này học được, các vị nói lại. Cũng giống như nếu không có Đức Phật thì ngày hôm nay Chư Tăng không có giảng pháp cho quý vị nghe được đâu. Do đó, một cái vị chánh đẳng chánh giác ra đời, ngài không phải ngoài cái khả năng hy hữu là tự mình giác ngộ, mà còn có khả năng giáo hóa chúng sinh khác do cái duyên lành nhiều đời trước. Mà cái duyên lành đó ở trong kinh thí dụ là ngài đã từng cắt đầu xuống để chúng sanh nhiều như là đá trong núi, cũng thấy tôi vô số. Và rồi xây dựng được ngôi nhà giáo pháp có văn nghĩa cụ túc lại là một chuyện rất ư là hy hữu. Thưa quý vị, chúng ta phải cảm nhận được. Dạ, hồi nãy chúng tôi nói rằng riêng đối với người Phật tử Việt Nam á, thì do ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là một ở trong nhiều vị Phật được thờ, nhiều vị Phật được nói tới, thậm chí còn ít nhắc tới hơn là những vị Phật khác. Nhưng mà với những người Phật tử Nam Tông, những Phật tử Nguyên Thủy thì có thể nói rằng sự ra đời của một vị chánh đẳng chánh giác là một điều đặc biệt hy hữu. Có một trong không hai ở trong cái thế giới hiện tại đây. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói đến một cái khía cạnh khác. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Vị nào có thể cho chúng tôi biết được là Thượng Tọa Tề Siêu có mặt ở trước máy không? Khi nào có Thượng Tọa Tề Siêu, quý vị cho chúng tôi biết. Vì chúng tôi có Thượng Tọa thì chúng ta sẽ có một vài điều để thảo luận. Hôm nay thì ngoài Thượng Tọa Hóa Tân thì có ngoài Thượng Tọa có Thượng Tọa Tề Siêu, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thấy. Thưa quý vị, khi mà đề cập đến sự ra đời của một vị chánh đẳng chánh giác đó, ở trong kiếp chót đó, thì chúng ta rất là khó
để có thể hình dung được những cái gì mà đặc biệt chỉ có riêng Ngài. Từ cái việc mà sanh lên trước đó chót ở tại cung trời Lũ Xúc, rồi giáng sanh xuống trần gian làm con của vua Tịnh Phạn Hoàng hậu Ma Gia, rồi đi xuất gia. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói thêm một vài cái so sánh về sự mô tả liên quan đến Đức Thế Tôn, Đức Phật và các cái sự kiện liên quan đến cuộc đời của Ngài qua hai cái truyền thống Bắc truyền và Nam truyền. Tại sao vì chúng tôi nói điều này đó là bởi vì nếu chúng ta không có một cái so sánh, đôi khi chúng ta nghe nó mơ hồ, mình không biết cái nào là được dạy ở trong kinh và cái nào là không có dạy ở trong kinh. Quý vị thấy thấy Thượng Tọa Thiền Sư vào rồi hả? Thấy cô Nhật Quỳnh đã lấy Thượng Tọa Thiền Sư, không biết là nhiều quý vị có thấy Thượng Tọa Thiền Sư vào không? Khi nào Thượng Tọa Thiền Sư vào, quý vị có nghĩ cho chúng tôi biết. Vậy mà Thượng Tọa Thiền Sư, Thượng Tọa có trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thiền Sư nghe được và có biết được. Dạ không, thấy nick là một chuyện, dạ nick thì từ đầu rồi, nhưng mà có khi để nick đó nhưng mà từ đó không có đó. Dạ vâng, cảm ơn. Ý chúng tôi nói quý vị là khi nào quý vị thấy Thượng Tọa Thiền Sư có dấu hiệu gì đó, là Thượng Tọa đang ở trước máy, quý vị cho chúng tôi biết. Thưa quý vị, có một số cái điểm mà khác biệt giữa Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền mà chúng ta so sánh ở tại đây đó là theo Phật giáo truyền thì những gì xảy ra ở trong cái cuộc đời của Đức Phật nó chỉ là một cái sự thị hiện. Dùng chữ thị hiện chúng tôi tạo gọi là diễn thôi. Diễn thôi tức là Đức Thế Tôn Ngài đã thành đạo từ vô lượng kiếp, từ nhiều kiếp trước. Phật giáo Đại Thừa nói như vậy. Và kiếp này á, Ngài sanh ra chỉ là một sự hiển hóa, thị hiện cho chúng sanh khác. Và Ngài thị hiện làm thái tử, rồi thị hiện sanh trong lâm tỳ ni, rồi thị hiện làm vua, rồi thị hiện lấy vợ, sanh con, vân vân. Tất cả đều là thị hiện. Nhưng mà Ngài đều là Phật. Thành ra cái sự sanh ra đời của Ngài á, nó chỉ là một sự hiển hóa, thị hiện, chứ không phải là một cái kiếp chót hy hữu như là trong Phật giáo Nam truyền. Và dĩ nhiên là khi mà trong Phật giáo Bắc truyền đó, Đức Thế Tôn đã thành đạo từ nhiều kiếp trước rồi. Thành ra cái sự việc thành đạo với cội Bồ Đề ở tại Thánh Địa Bồ Đề Đạo Tràng nó không có quan trọng. Và không có quan trọng như là Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền thì đây là cái kiếp chót. Và như cái chữ Bodhisattva, chúng ta gọi là Bồ Tát, chữ Bồ Tát thì chữ Bồ Tát ở đây đó xài một nghĩa rất khác với chữ Bồ Tát mà chúng ta thường nghe trong Phật giáo Bắc truyền. Chữ Bồ Tát ở đây chỉ cho một cái vị mà thực hành ba la mật hạnh, và trong trường hợp này chỉ cho Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà Ngài chưa thành Phật. Và trước khi thành Phật còn là Bồ Tát. Và chúng ta nghe rất nhiều trước thành Phật còn là Bồ Tát. Thì trong Phật giáo Bắc truyền thì Bồ Tát á, là một quả chứng. Và thành Phật rồi Bồ Tát, rồi mới duyên giác, rồi mới thinh văn. Thành ra Bồ Tát là một quả chứng. Còn Phật giáo Nam truyền thì trong kinh điển Pali chữ Bồ Tát có nghĩa là một chúng sanh đang hành trình trên con đường dẫn đến giác ngộ. Hai chữ khác nhau. Thưa quý vị, riêng về Phật giáo Bắc truyền thì không có một cái bản kinh nào
mà có đầy đủ nói về tất cả những cái hiện tượng ra đời của Đức Phật, mà chỉ là một cái sự gom góp của nhiều bài kinh, và đặc biệt là nhiều quyển sách được truyền tụng từ bên Trung Hoa. Ở trong đó mô tả là Đức Bồ Tát ra đời đó, thì Ngài không có ra đời ở trong cái sản môn của người phụ nữ bình thường, sức của họ Maya, mà Ngài sanh ra từ bên nách, từ bên hông. Và khi Ngài sanh ra đó, thì Ngài bước đi trên bảy đó sen, và Ngài đã nói lên cái bài kệ là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thử sanh cùng kiếp vô hữu hậu lai. Thì về điểm này đó, thì đối với Phật giáo Nam Truyền và trong kinh tạng đó, ở trong Tam Tạng Pali, khi mà Đức Phật như là ở trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật Ngài trong kinh Đại Diễn Tôn Chẳng Hạn, Đức Phật Ngài kể về 70 Phật trong quá khứ, trong có Đức Phật Tỳ Bà Thi. Và trong bài kinh này thì kể, Tôn giả Đăng Đa kể về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật của chúng ta đó. Thì Đức Phật Ngài ra đời qua cái sản môn của người phụ nữ khi gọi là Bồ Tát, từ trong lòng mẹ. Nhưng có đặc biệt là bà mẹ đứng, Ngài bước xuống như vị pháp sư, và Ngài không có sanh ra từ nách. Ở trong cái kinh tạng Bali không có nói đến điều đó. Và Phật giáo Bắc Truyền thì nói rằng Ngài sanh ra thì Ngài bước đi bảy bước trên bảy đói sen, nhưng mà trong Tam Tạng Bali thì không có nói bảy đói sen. Và khi Ngài bước đi như vậy đó, thì bên Nam Tông có một cái chi tiết là Ngài ngó chung quanh và Ngài cất lên cái tiếng nói. Thì cái bài kệ căn bản trong tiếng Phạn và ở trong chữ Hán thì giống nhau, nhưng mà giải thích thì khác nhau. Trong cái bản mà quý Phật tử đọc ở đây đó, thì Ngài nói như vậy là: ta là bậc tối thượng trên đời, ta là bậc tối tôn ở đời, ta là bậc cao nhất trên đời, nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Thì thưa quý vị, ở trong bản chữ Hán á, cái bản mà chúng tôi vừa đọc đó là bản tiếng Việt mình dịch qua tiếng Việt. Trong bản chữ Hán thì dịch là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thử sanh cùng kiếp vô hữu hậu lai. Thì nói về cái nghĩa thì hao hao giống nhau, nhưng mà cái cách nói thì nó lại, cách giảng thì lại khác đi. Chúng tôi có một điều rất là tiếc là tại vì chúng tôi sống với quý thầy về mặt tông á, đôi khi mà quý thầy trách móc lẫn nhau, thậm chí nói xấu lẫn nhau á, mà chỉ trích vị nào mà nói bị nó ngã mạng quá đó, thì cái thầy dùng cái câu rất là nặng á, là cái ông đó lúc đầu nghĩ là duy ngã độc tôn. Dạ, duy ngã độc tôn. Chúng tôi phải thưa rằng là một vị tu sĩ Phật giáo thì chúng tôi không có đồng ý về cách nói đó. Dạ, câu duy ngã độc tôn á, không nên dùng để làm một cái luận điệu chỉ trích những người khác. Thì câu đó là một câu kinh, và câu đó được kinh được ghi rằng Đức Thế Tôn Ngài ra đời, Ngài đã nói như vậy. Thì nếu mình đem cái câu đó đó để mà mình chỉ trích một người mà cao ngạo, một người coi trời bằng vung đó, thì cách nói nó sai lắm. Dạ, rất là sai. Tại vì sao? Đức Thế Tôn Ngài ra đời Ngài nói khác, mà bây giờ đem câu đó để chỉ trích người khác là nói khác. Thật ra trước nhất á, là chúng tôi hoàn toàn không có hoan hỷ về cái cách nói của những người mà dùng cái câu duy ngã độc tôn để chỉ trích sự ngã mạn của người khác. Và cũng có một số vị giải thích như vậy, là chỉ duy ngã độc tôn á, không phải là Ngài nói rằng Ngài là người cao nhất trong đời, tại vì tất cả chúng sanh đều bình đẳng.
mà chỉ duyên ngã độc tôn đó là để chỉ cho là ở trên trời dưới đất này đó, thì cái chân ngã đó mới là cao cả nhất. Thì chúng tôi thưa quý vị thân, cái cách giải thích như vậy mới nghe thì hay, nhưng mà nó còn dở nữa, nó còn tệ nữa, mà nó còn xa Phật pháp nữa. Nếu mà mình nói rằng ở trên trời dưới đất chỉ có cái chân ngã là tốt nhất, là cao quý nhất đó, thì Đức Phật đã không dạy cái giáo lý vô ngã. Và khi mà mình nói là chân ngã là cái quý nhất đó, gọi là trong thường là ngã tình đó, thì điều đó đó chúng ta coi chừng chúng ta đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Thành ra khi mà mình học Phật pháp đó, mà mình giảng tùy tiện rất là nguy hiểm. Chúng ta đọc kỹ trong cái chánh kinh phản ngữ Akohan Asmi thì không có cái chữ nào nó là cái ngã, cái chân ngã là tối thượng trong đời. Chúng ta phải hiểu như vậy. Không có. Không có. Và cũng phải nói một điều rằng cái câu kinh chữ Hán á, thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn, thử sanh cùng biết vô hữu hậu lai, trên phương diện dịch thuật á, thì rất gần với câu kinh của Pali, nhưng mà cách giải thì nó lại không gần. Cách giải thì các vị giảng đi xa lắm. Chúng tôi cũng phải nói thẳng thêm rằng ở trên Phật giáo Đại thừa có nhiều điều mà ví dụ như là nói rằng Đức Phật đã thành đạo từ vô lượng kiếp rồi. Cái gì mà mình thấy trong kiếp này chỉ là Đức Phật ngày thể hiện, tức ngày hiển hóa cho người ta thấy thôi, gọi là ngày diễn thôi chứ không phải là thật. Thì điều đó nó cũng là mất cái đẹp đi. Nếu chúng ta nghĩ rằng tất cả chỉ là thể hiện đó, thì cái việc mà một cái vị hoàng tử, một vị quân vương mà bỏ ngai vàng đi xuất gia, nó cũng không phải là cao quý, chỉ là diễn thôi. Hay là hoặc giả là đến với vị thầy rồi tu chứng trở thành được mời giáo chủ rồi ngài bỏ ra đi, cũng chỉ là diễn thôi. Thì do vậy đó, chúng ta phải rất là cẩn thận. Còn một điểm khác nữa, nếu giảng theo Phật giáo Đại thừa thì gọi là vô hữu hậu lai thì nó không đúng. Tại vì Phật giáo Đại thừa tin rằng Đức Phật đắc đạo chứng quả rồi, nhưng mà ngài vẫn ra vào trong ba cõi này, sanh lập kiếp này kiếp khác. Tại đó nó cũng không có hợp tình hợp lý tại đây. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng nói một cái chuyện hơi ngoài đề một chút á. Đó là cái danh gọi của Đức Phật. Ở trong Tam Tạng Pali á, thì Đức Phật của chúng ta sẽ ít bao giờ gọi bằng cái tên lắm. Chỉ là Đức Phật thôi. Tại vì khi nói đến Đức Thế Tôn thì ai cũng biết là Đức Thế Tôn là chỉ cho Đức Phật. Nhưng Phật giáo Đại thừa thì quá nhiều vị Phật đi. Thật ra mỗi vị Phật phải có cái danh hiệu riêng. Thì Đức Phật gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Sắc Gia Mâu Ni. Mà cái chữ Sắc Gia Mâu Ni đó không có tìm thấy ở trong cái ngôn ngữ của Đức Phật. Mà Sắc Gia Mâu Ni thật ra đó là không phải là một danh hiệu, mà chỉ là một chữ gọi là Bậc Mâu Ni, hay là Bậc Ẩn Sĩ, hay là Bậc Hiền Triết dòng Thích Ca. Bậc Mâu Ni dòng Thích Ca. Thì Mâu Ni Thích Ca là sau này, nhưng mà trong Tam Tạng Pali mà nói cho đủ, nói cho chính xác thì Đức Phật gọi Đức Phật Gautama. Đức Phật Gautama hay là Đức Phật Cô Đàm. Gautama, chứ không gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và một cái chữ nữa mà quý Phật tử cũng cần nên biết đó, đó là cái chữ Bổn Sư. Chữ Bổn Sư thì cái chữ này thì rất tạo, rất Trung Hoa. Ở trong văn phạn không có chữ Bổn Sư đó. Bổn Sư là thầy gốc của mình. Tức là Phật giáo Đại thừa nói rằng mình có nhiều vị Phật là thầy, là dạy đạo, thì Phật A-di-đà, Đức Dược Sư, Đức Trì Lộ Giá Na v.v. Thì Đức Phật Thích Ca là Phật khởi đầu, Phật gốc. Từ đó mình mới biết những vị Phật kia gọi là Bổn Sư. Thì người Phật tử Nam Tông đó
mà chính hiệu mà biết rõ giáo pháp đó, thì không có gọi Đức Phật Thích Ca là Đức Bổn Sư. Đây, cái chữ Bổn Sư nó rất là đại thừa. Dạ, mà chúng ta chỉ nói là Đức Phật thôi. Con quy y Phật, quy y Phi Tăng. Dạ, hay là con đảnh lễ Phật. Đảnh lễ Phật mình biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ Đức Phật Cô Đàm, Đức Phật Gautama. Chứ chúng ta cũng không có dùng cái chữ Bổn Sư ở đây. Đó là vài điều chúng tôi muốn muốn nói thêm về điểm này. Và bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa thấy có Thượng Tọa Tuệ Siêu vào. Chúng tôi sẽ trở lại nói thêm một vài điểm. Chúng tôi sẽ nói thêm một vài điểm liên quan tới bài kinh ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi chúng tôi nói tiếp tục thì xin hỏi rằng Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe rõ không? Nếu được thì xin thỉnh Thượng Tọa trở lại với một câu thảo luận. Sau câu thảo luận Thượng Tọa Pháp Tân, nếu có Tọa Tuệ Siêu gia vật. Thượng Tọa Pháp Tân, khi mà chúng ta đọc ở trong bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái hiện tượng một cái hiện tượng là cái sự tỉnh giác hay là cái biết của Đức Phật, và trong một vài trường hợp đó là cái biết của Phật mẫu rồi, về cái sự tái sanh, về cái sự thụ thai, về cái thai nhi, về cái sự ra đời của Đức Thế Tôn, là ngày lúc mà ngày 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 đản sanh ra thì ngày có một cái biết và biết rất rõ. Vì thật ra ở trong bài kinh này cũng nói rằng khi mà ngày sanh vào cõi trời Đô Xuất, lúc ở cung trời Đô Xuất và lúc ngày giáng sanh vào lòng mẹ đó, thì ngài đều có cái chánh niệm, và chánh niệm ở đây thì ngài đều có cái biết rõ, và biết rõ chính ngài. Thì sự biết rõ này đó, ở trong đoạn chót Đức Phật kể gọi là đó là một điều hẳn hữu của một chúng sanh ở đời, rất ít chúng sanh mà có cái biết rõ như vậy. Thì Lão Tân Khoan Hỷ giải thích ở một điểm này từ cái hiểu của Thượng Tọa đó, ở trong kinh điển đó, thì phải chăng rằng rất ít chúng sanh sanh trong cái giới gọi là thai sanh mà biết rõ cái đường đi, điểm đến và cái sự sanh tử của mình, có phải như vậy không? Tại sao cái biết là biết rất là khó? Ví dụ như là ngoài Đức Phật ra thì Thượng Tọa đã từng đọc ở đâu đó mà có chúng sanh nào khác khi sanh vào trong lòng mẹ mà biết rõ mình sanh vào trong lòng mẹ và ý thức biết rõ mình ở trong thai bào như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, tâm minh hành để tề tri sự liên thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con thì con nghĩ cái biết của Đức Phật của chúng ta đó, từ trong những cái đoạn kinh mà chúng ta học, bài kinh chúng ta hôm nay chúng ta học đó, thì từ khi còn là Bồ Tát ở cõi trời Đấu Sức cho đến khi mà tái sinh vào trong lòng mẹ bào hoàng hậu Ma Gia đó, thì đều có cái chánh niệm. Bởi vì ở đây chánh niệm có thể nói rằng cái sự biết rõ, cái sự thấu rõ ở trong cái sự tái sanh của chính mình,
Bởi vì cái điều này đó, theo con nghĩ đó là con chưa có đọc những cái đoạn kinh hay là những bài kinh hay là nào đó mà nói rằng có một các cái vị khác đệ tử của Đức Phật biết rõ như vậy. Bởi vì con có nghe mang máng đâu đó đó là ở chỗ là vị chánh đẳng chánh giác đó, là có chánh niệm trong ba thời kỳ. Đó là thời kỳ tái sanh vào lòng mẹ, rồi trụ trong lòng mẹ, và đến khi mà ra đời thì đều có chánh niệm. Đối với các cái bậc thinh văn thường đó, ở đây trừ ra những cái vị thinh văn thượng thủ như ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Viện Liên đó, thì chỉ có chánh niệm lúc mà mình nhập vào thai. Nhưng mà trong thời kỳ trụ thai cũng như là xuất thai đó, có nghĩa là ra đời đó, thì cũng không thể có cái chánh niệm đó. Thì ở đây con nghĩ rằng sở dĩ mà Đức Phật Gotama của chúng ta đó, ngài là vị chánh đẳng chánh giác, cho nên là ngài có được cái chánh niệm trong ba cái thời kỳ đó. Bởi vì cái biết rõ ở đây đó, thì con nghĩ rằng ngài biết rõ được cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi, biết rõ những điều đó. Mặc dù là ngài chưa có phải là cái vị Phật mà giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, nhưng mà ngài biết rõ rằng cái nguyên nhân đưa đến sanh tử luân hồi, và sự sanh tử luân hồi đó nó đang diễn ra ở trong cái đời sống luân hồi này. Như vậy thì con nghĩ rằng cái biết rõ được chính mình trong cái sự nhập thai, trong cái việc mà trụ thai và cho đến cái việc mà xuất thai, có nghĩa là sự ra đời đó, thì đó là một cái năng lực đặc biệt và một điều hiếm thấy của một vị chánh đẳng chánh giác. Bởi vì ai trên cuộc đời này ngoại trừ chư Phật chánh đẳng chánh giác quá khứ thôi, thì suốt một cái thời gian dài đó, Đức Phật ngài cái quả địa cầu này không có một vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Từ cái Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Kassapa, cho đến Đức Phật Gotama của chúng ta đó, thì không có một cái vị nào biết được điều đó. Và vì vậy cho nên là con nghĩ rằng cái năng lực, do cái năng lực tu tập cái pháp độ ba la mật của một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên là cái sự mà xuất hiện của ngài, cũng như là ngài có được cái sự chánh niệm đó đó, là cái năng lực đặc biệt hiếm có của một vị chánh đẳng chánh giác với một cái thời gian dài như vậy. Cho nên là ở đây con nghĩ rằng cái việc biết rõ đây, theo con hiểu đó, thì biết rõ cái nguyên nhân sanh tử luân hồi, biết rõ được mình đã đạt được đến đâu và cần phải làm cái gì nữa, cần phải làm cái gì nữa. Như là cái điều mà con nghĩ ở đây là tức là được cái nhân sanh khổ, biết được sự khổ, biết được cái nhân sanh khổ là thiền tha mái phiền não, rồi biết được cái sự chấm dứt khổ. Mặc dù là Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề thì chính là cái việc mà ngài chứng ngộ về tứ đế, nhưng mà đây là điều đặc biệt một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác trong kiếp chót biết rõ được cái điều mà mình đã tái sanh và ở cái mức độ nào, mình đã đạt đến một cái mức độ nào, và còn xác nhận là một cái kiếp chót đó là
lại cái trạng thái tái sanh nữa. Thì còn do cái năng lực tu tập của một vị chánh đẳng chánh, cái công hạnh cấp độ ba la mật ngài được đủ viên mãn để rồi ngài trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, mang lan lạc cho chư thiên và loài người, mang lại an lạc cho phần đông là như vậy. Con xin có cái ý. Sẽ liên quan đến câu hỏi thượng tọa. Nếu có điểm thì tọa bổ túc năm hai thời gian. Sa thú kính trình thượng tọa pháp thân. Thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn dành thời gian còn lại để nói đến hai điều. Nó hơi ngoài đề tài một chút đó. Đó là vấn đề cái niềm tin của chúng ta đối với những cái hiện tượng hãn hữu liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, nhất là sự đản sanh ở trong vườn lục trì đi. Và điều thứ hai đó là chúng tôi xin giải thích một ít về vấn đề đổi giờ. Ngày mai này chúng ta đổi giờ, mà có một vài vị hỏi chúng tôi tại sao là có chuyện đổi giờ, thì chúng tôi sẽ nói sơ bộ ít vài phút. Như tất cả chúng ta được biết rằng là Phật pháp là một cái kho tàng mênh mông, và trong cái kho tàng đó đó thì không có nhất thiết là mình phải tin hết, tin một cách hoàn toàn, hay là tin một cách như là một điều kiện tiên quyết để thực hành Phật pháp. Đây là trường hợp rất là đặc biệt giữa của Phật pháp. Lấy một ví dụ như là chúng ta có thể ngồi hành thiền mà chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều về tái sanh, hay là chúng ta sẽ áp dụng lời Đức Phật dạy ở trong cái việc mà thọ trì bất quan thế giới, mà chúng ta không cần phải biết được là đời sống của Đức Phật như thế nào. Dĩ nhiên là Phật giáo không phải là một tôn giáo mà đòi hỏi tất cả các tín đồ phải tin một cách triệt để hoàn toàn mọi thứ. Cái niềm tin của chúng ta điều này và điều khác, mang tất cả là tùy sự lựa chọn mỗi cá nhân. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý một điểm rằng không phải cái gì mà mình thấy lạ nghĩa là không có. Mình chưa từng nghe không nghĩa là không có. Và điều mà chúng ta được đọc qua bài kinh ngày hôm nay thì theo trong Tam Tạng Pali đó là chỉ xảy ra đối với một chúng sinh duy nhất ở trong bao nhiêu triệu năm. Đó là xảy ra chuyện riêng đối với Đức Phật vị chánh đẳng chánh giác, không có chúng sinh nào khác tương tự như vậy. Nói một cách khác là chúng ta không thể dùng cái hiện tượng này, hiện tượng kia mà làm cái thước đo để mà bảo rằng điều đó có đúng hay không, có hay không. Tại vì nếu nó đã có nhiều thứ khác thì nó đã không gọi là hãn hữu. Dạ, một điều kiện mà vị tăng hữu hay hãn hữu. Cũng một vài Phật tử hỏi chúng tôi rằng chúng ta được nghe những cái minh họa mô tả về cảnh tượng Đức Bồ Tát ra đời ở trong vườn Lâm Kỳ Ni. Phật mẫu đang đứng hái hoa và ngài rơi lòng mẹ đi vào trong cuộc đời này trên bảy bước chân. Và ở đoạn cuối thì ngài ngó bốn phương đã nói lên cái bài kệ mà chúng ta vừa nghe. Chỉ đó là vậy. Đó là một cái hư cấu
được vẽ ra hay là sự có thật. Thì ở trong bài kinh này đó, thì khẳng định là điều đó là điều có thực sự xảy ra. Và quý vị hỏi chúng tôi đó, đối với cái nhìn cá nhân của chúng tôi, thì chúng tôi tin rằng điều đó xảy ra do học Phật, Pháp học kinh điển. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng, nếu quý Phật tử nghĩ rằng điều đó là thần thoại, điều đó là huyền thoại, điều đó là hư cấu, thì chúng tôi cũng không có vấn đề gì ở việc đó. Dạ. Không nghĩa là mình tin hay không tin vào điều đó đó, nó ảnh hưởng đến cái sự tu học của mình, ảnh hưởng đến sự hành trì của mình, nhất là quý vị tu tập thiền định. Thì mỗi người chúng ta có một cái nhìn khác nhau. Thì thưa quý vị, đối với người Phật tử, chúng ta thỉnh thoảng nghe một vài việc. Ví dụ như chúng ta đọc bài kinh Diệu Pháp Luân, khi Đức Phật Ngài vừa thuyết xong bài kinh Diệu Pháp Luân đó, thì bằng cái tâm của Ngài, Ngài nhận biết tôn giả Côn Đanh Giá là tôn giả Kiều Trần Như đó, chứng Tu Đà Hoàn, thì Ngài mới thốt lên lời là Anh Nhá Côn Đanh Giá, Anh Nhá Côn Đanh Giá, là Côn Đanh Giá đã liễu ngộ, Côn Đanh Giá đã tỏ ngộ. Và vì sau này chúng ta gọi Ngài Kiều Trần Như là A Nhã Kiều Trần Như, tức là Anh Nhá Côn Đanh Giá. Hay hoặc giả là ba tháng sau khi Đức Thế Tôn Ngài an cư ở tại Bu Lá Canh Thác Cu Tí, tức là tại Vườn Lộc Giả đó, thì thưa quý vị, lúc bây giờ Ngài có 60 đệ tử, và cả 60 đệ tử này đều chỉ ở với Ngài dài nhất là 3 tháng từ khi xuất gia. Do vậy thời gian rất là ngắn. Nếu mà nó gọi là đào tạo đầy đủ thì không thể đào tạo được đâu. Nhưng mà có một điều là tất cả những vị này đều là những vị A-la-hán. Do đó Đức Phật Ngài đã nhìn tất cả các vị này với cái lời kêu gọi: hỡi chư tỳ kheo, hãy ra đi, mỗi người đi một ngã, không có hai người đi chung một con đường. Hãy đem giáo pháp sơ thiện trung thiện hộ chuyển này truyền bá cho đời, vì cái lòng thương tưởng cho chư thiên và nhân loại. Thì thưa quý vị, những cái cách hành xử của Đức Phật, cái tính của Đức Phật, cái Đức Phật Ngài gửi chư đệ tử đi, cho chúng ta thấy một điều rằng nếu những vị mà không có đắc đạo chứng quả thì Đức Phật Ngài không có gửi đi như vậy ở trong thời gian ngắn. Nhưng mà bởi vì các vị đắc đạo chứng quả thực sự thì Đức Phật Ngài làm như vậy. Cũng như có những lần mà chúng tôi đề cập với vị Phật tử là có một vị sa di còn nhỏ mà Đức Phật xác nhận vị đó là vị A-la-hán. Thì nếu không phải là Đức Phật mà vị đó không cái chính đắc thực sự thì Đức Phật đã không thể xác nhận như vậy được. Tại vì biết đâu xác nhận bừa bãi rồi vị sa di đứng lên sanh ra phiền não tham sân si. Nhưng mà quả thật khi Đức Phật xác nhận như vậy được thì những vị đắc A-la-hán. Chúng tôi đọc những đoạn kinh đó, đọc những sự kiện đó, nên chúng tôi có đức tin ở Tam Bảo, đức tin ở Đức Phật. Và quý Phật tử hỏi chúng tôi rằng chúng tôi có tin không, thì chúng tôi thưa rằng chúng tôi có tin, nhưng niềm tin đó là niềm tin cá nhân của chúng tôi. Và là một vị tu sĩ Phật giáo thì chúng tôi không có nghĩ rằng người khác phải tin giống như mình. Và chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là thuyết phục người khác tôi tin như vậy quý vị phải tin theo, hay là quý vị không tin tức là quý vị không phải là Phật tử, chứ tôi không nói như vậy đâu. Nên chúng ta phải hiểu về điểm này khi mà mình đọc câu chuyện ngày hôm nay. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi muốn nói sang một chuyện khác mà hồi nãy chúng tôi vừa đề cập đó, là có một vài vị cũng hỏi chúng tôi rằng tại sao mà mình đổi giờ. Thì chúng tôi thưa rằng đổi giờ thứ nhất là một chuyện phiền, và
Ở tại Mỹ bây giờ cũng có nhiều người đang bàn đến chuyện làm sao để đừng đổi giờ. Tại sao mà có chuyện đổi giờ? Thì chúng tôi thưa rằng nếu chúng ta biết về đường xích đạo thì chúng ta biết về cái trục quay của trái đất. Và những quốc gia mà nằm càng gần ở đường xích đạo đó, hay nằm ngay đường xích đạo đó, thì quanh năm đó, cái hiện tượng gọi là dài và ngắn của ngày và đêm đó, nó không có chênh lệch nhiều. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ có khi đọc đọc sách có câu nói rằng tháng năm chưa nằm thì sáng, tháng 10 chưa cười thì tối. Nhưng thật ra cái câu đó nó áp dụng với Việt Nam thì nó cũng không có đúng lắm. Tại vì cái dài ngắn của Việt Nam nó không có nhiều. Càng đi về gần đường xích đạo chúng ta không có nhiều. Nhưng mà những quốc gia mà nằm gần Bắc Bán Cầu, Bắc Cực, những quốc gia nằm gần Nam Cực, càng gần thì cái sự chênh lệch giữa ngày và giờ dài ngắn nó tùy theo mùa nó càng, càng rõ ràng. Thí dụ như là chúng ta ở Houston thì nó có ngày dài và ngày ngắn ở trong năm, nhưng mà cái dài ngắn đó nó không đến nỗi như là ở tại Oslo của tại Na Uy, ví dụ như vậy. Càng gần về các Bắc Cực hay càng gần Nam Cực đó, thì mùa xuân hạ thu đông thì nhất là mùa qua mùa đông, qua mùa hè thì thứ vì cái dài cái ngắn nó rõ ràng lắm. Ví dụ như cái ngày dài nhất ở Bắc Mỹ là ngày 21 tháng 6, ngày 21 tháng 6, và cái ngày mà ngắn nhất nước Mỹ là chúng ta nói là 21 tháng 12. Do ngày dài đó nên chi vào mùa hè ở đây đó, giờ tháng 6 thì có khi 4 giờ rưỡi sáng trời đã sáng trưng rồi, mà 10 giờ tối đó thì trời vẫn còn sáng, tức là cái thời gian mà nó gọi là ban đêm á, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, từ khoảng chừng 10 giờ cho đến 4 rưỡi sáng, còn lại cái thời gian ban ngày rất là dài. Và như chúng ta biết là cái đồng hồ sinh học của chúng ta đó thức ngủ theo ánh sáng. Và do vậy người ta nảy sinh ra một cái ý là làm sao để tận dụng cái thời giờ của mùa hè. Dạ. Do đó người ta có cái chữ gọi là saving times. Dạ, saving time tức là sử dụng tốt và tiết kiệm sử dụng tốt cho cái ngày của mùa hè. Như chúng ta ở tại Houston đó, hiện tại bây giờ hôm nay là ngày thứ bảy đó, thì so với vừa giờ Việt Nam á, thì dĩ nhiên là ở bên này sáng bên kia tối, nhưng mà nó cách nhau một giờ. Ví dụ như là hiện tại bây giờ ở đây là gần 9 giờ rưỡi thì ở Việt Nam là 10 giờ rưỡi. Nhưng ngày mai này thưa quý vị là đổi giờ. Đổi giờ thì giờ Việt Nam và giờ ở đây giống nhau. Tức là chỉ khác nhau ngày đêm thôi. Ở bên Việt Nam là 7 giờ tối thì bên đây là 7 giờ sáng. Ở bên đây là 8 giờ sáng thì bên kia là 8 giờ tối. Ngày mai thì bằng nhau. Và nếu mà sinh hoạt cố định, ví dụ như là quanh năm rung Phật Pháp Buddha Dhamma không có đổi giờ, xài theo giờ Việt Nam, tức là lúc nào cũng 8 giờ tối đó, thì nó sinh ra một cái sự việc ở tại Mỹ. Đó là có những lúc mà lớp học mở quá sớm, có những lớp học mở quá trễ, tùy theo mùa. Thì do vậy vào mùa đông đó thì
thay vì đổi nguyên giờ thì chúng tôi đã quyết định đổi nửa giờ thôi. Là khi mà giờ Việt Nam và giờ Mỹ chênh lệch với nhau thì ở Việt Nam chưa tăng chịu khó thức khuya nửa giờ, khuya 30 phút, tức là bắt đầu từ 8 rưỡi tới 10 rưỡi. Và bên Mỹ đó thì bắt đầu từ 7 rưỡi tới 9 rưỡi, tức là ở bên đây vào mùa đông thức sớm hơn nửa giờ, sinh hoạt sớm hơn nửa giờ, và ở Việt Nam sinh hoạt trễ hơn nửa giờ. Để cái chênh lệch của saving time một tiếng đồng hồ nó không có làm lớn chuyện cho chúng ta, ảnh hưởng lớn. Nhưng bắt đầu từ ngày mai thì một là giờ Việt Nam và giờ Mỹ giống nhau, và chiêu tăng Việt Nam sẽ bắt đầu lớp học sớm hơn nửa giờ, tức là thay vì 8 rưỡi chiêu tăng sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Và ở tại Mỹ thay vì sinh hoạt 7 giờ rưỡi thì cũng sinh hoạt lúc 8 giờ. Nhưng ở Việt Nam chiêu tăng bắt đầu 8 giờ tối, bên này bắt đầu 8 giờ sáng. Mùa hè thì dễ nhớ và thoải mái, không quá sớm, không quá muộn. Chiêu tăng ở Việt Nam có thể theo dõi lớp học và đi nghỉ sớm hơn lúc 10 giờ tối. Còn ở bên Mỹ thì không phải, quý Phật tử không phải thức sớm hơn, mà quý vị có thể vào rung lúc 8 giờ sáng. Quý vị hỏi chúng tôi rằng có cái tán đồng mà bỏ cái vị saving time hay không, thì chúng tôi thưa rằng là một người sinh hoạt trong power thoát thì mai mốt mà nếu có trường hợp nào đó mà Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý không có đổi giờ vào mùa hè và mùa đông nữa, thì chúng tôi lại hoan hỷ với điều đó. Thật ra thì ở tại nước Mỹ có một cái tiểu bang mà không có đổi giờ, đó là Arizona. Nếu vị nào không thích đổi giờ thì cứ dời cứ dời qua tiểu bang Arizona, thì mùa hè và mùa đông thì vẫn sẽ giờ giống nhau. Cũng không có sao, chúng ta nói là nhập gia tùy tục, đôi khi nó rắc rối chút. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi sang bên Thái Lan, chúng tôi gặp một ngài trưởng lão, ngài tu có đức độ lắm, chúng tôi rất là kính ngài. Nhưng mà khi tôi nói chuyện với ngài, ngài hỏi tại sao có vẻ buồn ngủ này, tại con mới qua giờ bên Mỹ, lúc bây giờ là ban đêm, ở đây ban ngày. Ngài nói lạ quá ha, sao mà Mỹ với Thái Lan lại bên ban ngày bên ban đêm, ngài thấy cũng lạ. Nhưng mà đôi khi mà chúng ta nói về khi đổi giờ, nó cũng là một cái chuyện nhức đầu khác với nhiều người. Nhưng mà nếu chúng ta quen rồi thấy nó bình thường thôi. Dù sao tí nữa thì chúng tôi cũng xin nhắc quý Phật tử là bắt đầu ngày mai thì Chủ nhật thì chúng ta sinh hoạt theo giờ mới. Chủ nhật ngày 14 tháng 3 thì chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt lúc 8 giờ sáng và đóng rung, tức là kết thúc buổi lớp học vào lúc 10 giờ sáng. Đó là vài điều chúng tôi muốn được nhắc quý Phật tử ở trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trên chư tôn đức đỡ vào rung để chia sẻ chương trình tu học. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thay. Con tôi đã tính hành thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn nhân gian Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, và kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp.
nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Yang kicik pusala kamang.